Dân tộc Dao nói chung, Dao đỏ ở Tà Phìn, Sapa nói riêng, từ ngàn đời nay đã biết dùng cây thuốc từ tự nhiên để chữa trị bệnh, bảo vệ sức khỏe và bí truyền cho tới thế hệ ngày nay. Trước kia, với suy nghĩ đây là sản phẩm chỉ để phục vụ cho gia đình, nên không được sử dụng tùy tiện và phổ biến rộng rãi cho nhiều người biết. Thông thường, thuốc tắm được dùng khi làm việc nặng lâu ngày, đau mỏi xương khớp, người mới ốm dậy, nhất là phụ nữ sau sinh, được tắm nước lá thuốc sẽ phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Nước lá thuốc cũng thường dùng cho các thành viên trong gia đình tắm trong buổi tất niên đón chào năm mới, với ý nghĩa cơ thể sạch sẽ, thơm tho, bước sang năm mới sẽ gặp nhiều điều may mắn, tốt lành hơn. Thuốc tắm Dao đỏ cũng không phải cứ hái và dùng tùy tiện. Nếu như tắm thông thường thì mỗi nồi thuốc có khoảng 30 vị. Còn nếu thuốc chữa cho từng loại bệnh sẽ có cây thuốc và liều lượng riêng biệt. Khi lấy thuốc chữa bệnh thì phải có thầy truyền dạy, cho nên trước khi vào rừng tìm kiếm thuốc thì phải làm lễ, chọn ngày đẹp thì vào rừng mới may mắn tìm thấy cây thuốc mình cần. Sau khi khỏi, bệnh nhân cũng phải trả lễ cho thầy để cảm tạ người thầy và thần thuốc. Người Dao đỏ có quan niệm cây thuốc cũng như con người, có phần hồn và phần xác. Vì vậy, khi vào rừng kiếm thuốc cũng phải có tâm trong, có thái độ tôn trọng, không làm náo loạn, nói bậy và chặt cây cối bừa bãi mà phải thân thiện với cây rừng. Hái thuốc phải đi từ sáng sớm, lúc đó thuốc vẫn còn đang lưu giữ được tinh túy của trời đất thì thuốc mới phát huy hết công dụng. Theo phân tích của các nhà khoa học thì thời điểm đó cây vẫn còn đang tích trữ tinh dầu trên thân cây cao. Những cây dược liệu quý được bảo vệ và phát triển có chất lượng cao nhờ rừng được chăm sóc tốt. Rừng được bảo vệ phát triển cũng tạo môi trường sinh thái thân thiện, sinh thủy, phục vụ cho đời sống và sản xuất của bà con, đồng thời tạo thế mạnh để phát triển du lịch. Sau khi hái thuốc về thì phân loại và pha trộn tỷ lệ theo công thức mà chỉ người Dao đỏ mới biết để thuốc phát huy tác dụng. Lá thuốc được cắt, thái và rửa sạch cho vào nồi đun. Khi đã đạt tiêu chuẩn, nước thuốc sẽ được xả vào các thùng gỗ pơmu. Thùng này có tác dụng giữ nhiệt và tinh dầu trong gỗ cộng với thuốc tắm sẽ làm cho công dụng của thuốc tăng lên. Điều đặc biệt là nước thuốc không được pha với nước lá mà để nguội tự nhiên thì mới không mất đi giá trị của thuốc. Ngâm mình trong nước thuốc nóng cũng chỉ trong khoảng 30 phút là tốt nhất. Cái thuốc này là giúp mình thải độc rất là tốt và đồng thời cũng hỗ trợ về một số các cái bệnh tật, ví dụ như là về bệnh xương khớp, bệnh ngoài da và đặc biệt là cho phụ nữ sau sinh. Những phụ nữ ở đây thì sau khi sinh thì chỉ khoảng 3-4 ngày là có thể lên nương, là cũng được hỗ trợ bởi cái cây thuốc này. Tức là khi mà sau khi sinh mình dùng cái thuốc này đều đặn thì sẽ hỗ trợ rất là tốt về sau này, đặc biệt là phòng chống một số các cái loại bệnh cho phụ nữ như là bệnh hậu sản này, rồi là bệnh xương khớp, bệnh đau nhức mỏi người này, và cũng là một số các cái loại thuốc giúp mình điều tiết nội tiết tố của mình tốt hơn và giúp mình điều hòa cái huyết áp đồng đều hơn ạ. Bài thuốc này đã được chứng minh là nó có tác dụng dược lý, là bao gồm có tác dụng giảm đau, tác dụng giãn mạch ngoại biên và tác dụng trên cơ tim, tác dụng trên huyết áp. Thì những tác dụng này đã được chứng minh trên thực nghiệm. Trong đời sống thì nó tùy thuộc vào cái sử dụng của mình phải có tri thức, có là phải có hiểu biết cách sử dụng của nó. Nó có thể dùng cho phụ nữ sau khi đẻ để hồi phục lại sức khỏe nhanh nhất. Chúng ta biết rằng là người Dao rất nổi tiếng là chỉ có mấy ngày sau khi đẻ thì người ta đã đi làm. Thế thì sau khi đẻ ta có thể tắm cái bài thuốc lá này thì làm cho nó hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Cái thứ hai là ta có thể ứng dụng nó trong chữa bệnh. Ví dụ như là người ta ra thêm một số cây có tác dụng giảm đau. Đấy, như vậy là ta đau mình mẩy, đau người, đi làm mệt mỏi đấy, thì có thể dùng được. Đấy, hoặc là chữa các bệnh ngoài da thì khi đó người ta lại ra thêm một số cây khác nữa. Thì ta nhớ rằng là nguyên bản dùng cây thuốc của người Dao là gì? Nhất là sau khi đẻ tắm, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi đi làm lâu, ví dụ người ta đi nương mấy tuần ấy, rất là mệt, về tắm là cái thứ hai. Cái thứ ba là sau khi ốm dậy, người rất là mệt bải oải, là ốm lâu ngày ấy, tắm. Như vậy là
một số trường hợp bệnh ngoài da tắm. Như vậy là cứ nhìn vào những tác dụng, những cái cách dùng của người ta thì thấy rằng là nó có tác dụng chữa bệnh chứ không phải không có tác dụng chữa bệnh, nhưng mà phải có da và giảm theo đúng các cây thuốc, chứ không thể chúng ta tự phối hợp một cách tùy tiện nó như là hiện nay người ta đang làm trên thị trường.